ngoài. Những cái hạnh và lối sống lối tu của sư Minh Tuệ quá đạt, nhưng mà nó có một cái sự quyền bí, có nghĩa là ai có cái tâm tốt, cái tâm từ bi, cái hạnh nguyện nó rõ nét đàng hoàng mới nhìn soi thấu được là sư Minh Tuệ đã có hào quang. Là có nghĩa là nó có cái một cái sức hút, nó có một cái sức hút từ cái tình thương của nhân dân đem đến cho ổng. Dạ. Là cái hào quang, cái ánh sáng, cái đường tu là cái ánh sáng của ổng, là ngọn đuốc sáng của ổng, là cái hào quang của ổng. Là nói về những cái hào quang đó, chứ đâu phải cái hào quang đó nó nhìn cái thực tế giống như cái bóng đèn mà chiếu sáng bên ngoài để cho mình nhìn thấy đâu. Và ý là tôi nói là ai có cái hạnh tu đi thẳng đường thẳng lối, có cái tâm tốt mới nhìn thấy được ổng như vậy thôi, chứ còn nếu mà ai không có cái hạnh tu thì cũng chẳng nhìn thấy đâu, thì cũng chỉ là nhìn thấy người bình thường như là người bình thường. Đi chung 6 ngày để học hỏi cách ăn uống để chịu đựng, ăn một ngày một bữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái bộ hành nó bước dò, bước đi là học chịu đựng về cái bộ dò. Dạ. Rồi cách thứ ba nữa là học chịu đựng về cái sự mà ngủ bờ, ngủ bụi, rồi mũi cắn, rồi ướt, rồi dơ, rồi lá cây mục, lá cây nát, rồi gò mã, không có chê chỗ nào. Dạ. Thì học những cái đó về mình mới đi tu được. Còn con đường đi về chánh pháp mà học sống khổ hạnh theo của người tu thì đã hiểu rồi. Cái đó là không cần học. Cái đó về là mình đã hiểu từ bao nhiêu năm nay rồi. Có thể là mình dựa vào đó mình lấy những cái pháp đó mà để làm thầy của mình. Mình lấy những cái pháp mà mình hiểu được đó là mình lấy cái pháp đó làm thầy cho mình. Chứ cũng ở ngoài đời chẳng ai làm thầy của mình.